Minh Huy và Ái Nguyễn rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Ngon Như Mẹ Nấu trên đài truyền hình Tuổi Trẻ Hải Ngoại BQN TV 57.3. Chào đón quý vị trở lại với dàn bếp ấm cúng trong không khí gia đình và những món ăn thật sự là hấp dẫn và dễ làm. Ái Nguyễn thân mến, mình đã thực hiện nhiều món ăn mặn rồi thì trong ngày Tết chúng ta cũng phải có một món ăn ngọt để mình ăn khai vị hay là mình ăn cho đỡ ngán, hoặc là buổi sáng thức dậy đó mà mình không có cần phải nấu nướng nhiều thì có một món ăn nào uống được với trà với người lớn không? Dạ, hôm nay thì em mang tới chương trình món bánh bao chỉ. Vừa dễ làm, nguyên liệu thì ở đâu cũng tìm được, mà để lâu được, Ok. người già ăn được, con nít ăn được, ai cũng Ồ, thích. một món ăn nghe có vẻ là phong phú đa dạng về độ Dạ. tuổi quá hả? Như vậy thì nguyên liệu làm món bánh bao chỉ mình gồm những nguyên liệu nào em? Quý vị cần có 2 hộp bột nếp, một mình sẽ dùng một hộp để làm bánh và một hộp để áo bột ở ngoài. Ok, nhưng mà cho anh hỏi một cái là cái bột nếp này là mình có phải có một cái quy định nào lựa chọn bột nếp cho nó làm ra bánh ngon không? Dạ, thường thường thì em thích dùng bột nếp của Nhật, bởi vì bánh nếp Nhật thì là số 1 rồi. Quý vị có thể dùng bột nếp của Thái hoặc là của Việt Nam mình, thì đi chợ Việt Nam có mấy cái gói ghi là bột nếp thì cũng được. Ừ, như vậy là cũng không có phải là khắt khe trong việc lựa Dạ. chọn bột đúng không? Rồi bên cạnh 2 hộp bột thì mình còn gì nữa? Có dừa, cái này là dừa mà trong cái gói ở chợ Mỹ á, thì cái dừa này là nó đã có đường ở trong đó rồi. Cái anh Huy cái đây 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 đây. Đó, em thì em mua cái loại mà nó sweet, tức là nó đã có sweetened, là đã có đường ở trong cái dừa rồi. Ok. Dạ. Đậu phộng, cái này một một cốc đậu phộng em đã xay ra. Cái này là mè rang chín xong. Quý vị nào không thích ăn mè thì không không cần mix vô trong cái đậu phộng này cũng được. Ok, nhưng mà anh nghĩ là có một chút mè thì mình cắn mình nghe nó cái hột mè nó bể ra cũng ngon Dạ. ngon vui miệng nữa. Và tất nhiên là đường và muối. Ok, đường và muối. Rồi bây giờ thì chắc là em phải chỉ anh làm món này, bởi vì anh rất là thích ăn những món ăn ngọt mà dễ làm lại càng thích hơn. Dạ. Thì bây giờ là đổ một cái lon bột, một hộp bột nếp này vô đây. Ok. Em làm như thế này là chắc chắn là sẽ dư bột sau này, sau khi mà gói xong cái nhân thì sẽ còn dư bột. Thì có nhiều người không thích ăn nhân hay là để nhân lại ngày hôm sau, muốn làm gì làm. Một một cái hộp bột này thì cho vào đây là 1 cốc đường. Đó. Thì là một cốc đường. Ok, Ha. nó có là một Dạ. cup đúng không? Rồi, mình trộn lên. Ok, cho vào đây 3 cốc nước. Cái món này làm rất là dễ mà lại sạch sẽ nữa. Đó, này 2 cốc. Cho nên chọn cho. Mình trộn cho bột tan ra hết luôn hay Dạ. sao? Thì trong trong lúc mà quay bột thì mình quay lại đây mình làm nhân. Ồ, như vậy là anh thấy em đánh là bột tương đối tan rồi. Bây giờ Dạ. mình phải bỏ vô trong lò vi sóng microwave Dạ, khoảng trong thời gian là... 7 phút. Như Ok. anh wrap lại trước. Ok, mình phải Dạ. wrap lại. Quý vị chờ trong vòng 7 phút nha quý vị. Ok, trong lúc mà chờ cái bột nó nấu trong lò vi sóng á, thì bây giờ em với anh Huy cùng làm nhân nha. Ok. Giờ mình trộn cái đậu phộng này. Bao nhiêu đậu phộng em? Dạ, em là 1 cốc đậu phộng. Bỏ hết vào. Bỏ hết số này đi. Dạ. Thì tùy ai thích ăn nhiều mè thì bỏ mè, ai thích ăn ít mè thì bỏ ít mè. Okay. Này không có một cái chuẩn mực nào hết. Cái này gọi là tùy theo khẩu vị của từng người ha. Dạ. Đó. Em bỏ vô đây khoảng 1 thìa nè, 2 thìa nè, 3 thìa nè, anh hơi trộn em coi coi. Anh nghĩ cho thêm 1 thìa Dạ. là được. Hảo ngọt nên cho thêm thìa nữa. Tiếp theo thì mình bỏ một chút xíu muối đúng không, để nó có cái vị mặn mặn này giống Dạ. như muối mè á. Dạ đúng rồi, đó. Cho chút xíu thôi nha. Bây giờ mình cho vô đây chút xíu xì xiu nước thôi để đủ mình đủ cái độ dính để mình Đúng vo rồi, nó nó lại thành sánh viên. lại. Dạ. Ok. Cái này chắc em phải rửa tay, em làm bằng tay thôi. Ok. Giờ được chưa em? Rồi đó, nên coi coi. Không quá ướt mà cũng không quá khô nha quý vị. Khi mà mình thấy nó bắt đầu có cái độ kết dính với nhau là được rồi. Ok.
bây giờ mình bắt đầu mình do thành viên. Anh Huy có bao tay chắc không có làm được cái này đâu. Anh thử. À, 7 phút đã trôi qua. Anh Huy ơi, mang bột vô. Rồi 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 rồi, xong rồi. Nó nóng quá luôn á. Cẩn thận nha quý vị, rất là nóng. Okay. Anh cứ để đây nha. Để bên này ha. Nóng hừng hực 7 phút trong microwave nha quý vị. Đó, 7 phút trôi qua thì cái bột nó nhìn nó như thế này. Bây giờ mình trộn lên nha. Mình trộn ở dưới nó chưa có chín đâu. Nhưng mà nếu mà anh nấu trong microwave mà 10 phút liên tục á thì cái mặt trên nó sẽ bị khô mà cái mặt dưới thì nó chưa có chín. Ồ, tức là khi mà mình nấu 7 phút rồi thì mình sẽ lại đảo tiếp tục. Dạ, và mình bỏ vào trong nồi. Và bỏ vào lò microwave nấu thêm khoảng 3 phút. Chúng ta tiếp tục bọc lại trong thời gian 3 phút. Ok, quý vị chờ nhé. Thì sau 3 phút thì bột của chúng ta đã nấu. Anh Huy ơi. Oh, xong rồi. Nấu món này hơi cực nha, phải đi ra đi vô hâm bột hoài. Nhưng mà được cái đâu cần nấu gì đâu, bỏ vô rồi lò vi sóng nấu mà anh có nấu đâu. Cái món này thì đỡ cực cái khâu là chế biến, nhưng mà không biết là ra sản phẩm có ngon hay không thôi. À, một số người thì người ta không có thích dùng cái ni lông để mình bọc cái đồ ăn lại để nấu anh Huy. À. Nhưng mà theo em thì khi mà cái ni lông mà nó chưa có đụng tới cái đồ ăn. Đúng rồi. Hồi nãy là mình để nó cách cái mặt bột cũng một khoảng cách khá xa, coi chừng nóng em. Dạ không. À, trước khi mà đổ cái bột ra, cái này xém nữa em sai. Áo cái bột trước xuống dưới cái nền á, em đã lót cái ni lông dưới cái bàn này rồi. Ok. Đó, để xíu mình đổ bột ra nó không có bị dính. Cái này cũng là cái bột nếp đó luôn. Dạ, cũng bột nếp đó luôn. Bột nếp này là bột nếp người ta đã rang chín rồi, người ta xay ra. Ok. Giống như nhà mình mà làm bánh in á, bánh in hay là bánh thuẫn á. Ok. Đó, anh Huy thôi anh Huy đừng có đụng vô ha. Cái tay vẫn còn bị thương. Dạ. Anh dùng cái tô cho em. Bột như vậy là vừa chưa em hay là nhão? Dạ, bột như vậy là gọi là hoàn hảo rồi đó. Ok. Bây giờ thì nhìn nó hơi nhão nhưng mà xí nữa nguội lại. Đó, cho vô đây chút xíu bột nha. Ok. Bây giờ cái bột này là rất là nóng. Em có thể đeo bao tay làm được không ta? Quý vị khó tính thì kêu là không có chuyên nghiệp, mất vệ sinh này kia, nhưng mà thật sự là em thấy là cái này là chương trình ngon như mẹ nấu, mà ở nhà mẹ nấu thì mẹ đâu có mang bao tay đâu. Cho nên là em cũng có cách lý giải rất là đặc biệt. Và ngay cả những cái nguyên liệu này nè quý vị có thể dễ dàng tìm thấy trong chợ Hồng Kông. Bởi vì từ bột nè cho đến dừa rồi đến mè đến đậu phộng chúng ta rất là dễ dàng mua. Và chúng ta chỉ mất chừng 10 phút vào trong chợ thôi và đi về nhà. Mất thêm khoảng 20 phút nữa là chúng ta sẽ có nhiều bánh bao cho cả nhà ăn luôn. Mà vừa rẻ mà vừa đảm bảo chất lượng. Ok. Đó. Bây giờ là chắc là khâu thành phẩm rồi đúng không? Dạ. Bây giờ thì anh có thể chờ cái bột này nó nguội chút xíu. Nó okay. Thì mình cắt ra từng cái phần nhỏ nhỏ như vậy. Okay. Em thì đã chuẩn bị một khối bột mà để nguội sẵn okay. rồi. Bây giờ em đem bột nguội của em ra đi. Trong thời gian đó anh sẽ cắt bột này ha. Đây. Ok. Đây là cái khối bột nếp mà em làm lúc nãy thì nó đã nguội, nó nguội và nó hơi cứng lại một chút xíu rồi. Ok. Dạ. Yeah. Mình cũng tiếp tục cắt. Dạ. Nó áo bột chút xíu nha. Ok, mình cho cái bột áo ở ngoài. Yeah. Thì mình rang cái bánh, mình bánh mình ra như thế này, bỏ một cái viên nhân vào. Cái viên này anh Huy vò là nó to, mà cái viên nào mà ái vò là nó nhỏ. Anh thích ăn cái gì nó to to. Ok, cái này được chưa? Dạ yeah, được rồi. Nhưng mà rồi đó. Đó, thì mình làm lại là cái viên bột mình nó tròn dễ thương vậy nè. Quý vị nào muốn ăn dừa thì chúng ta có thể lăn qua một lớp dừa, bỏ dừa lên phía trên cũng được. Đó, thì em ra tiệm chợ Mỹ hoặc là tiệm làm bánh thì có bán. Nhìn làm hư cái này rồi. Bánh bao chỉ có dừa ở trên. Tại vì thật sự là đeo cái bao tay này khó làm lắm luôn á. Chắc là cái này anh xin lỗi em, anh cho nó vô thùng rác nha. Sorry. Nhà ai mà có con nít mà làm hư như vậy thì cho con nít ăn. Đúng rồi, thật ra mình bỏ vô cái chén mình ăn được. Tại vì đeo cái bao tay nó khó làm dạ, lắm em. Dạ thì đó em mới nói những cái bánh mà dân gian như thế này là chỉ có phải là tay không mới làm được. Đó thì em đã lúc nãy thì lúc mà anh Huy đi quay bánh đó thì em đã lấy cái bột cũ và em vò được một số bánh. Đó. Ok. Cuối cùng thì anh cũng đã làm được một cái sau khi mà anh lăn bột lên tay. Bởi vì cái bước đầu tiên mà nó bị dính và nó bị chóc cái miệng bánh ra là do anh không có lăn bột lên trên tay của mình. Đã. Quý vị nhớ nha,
cái khâu lăn bột trên tay là một cái khâu mà chúng ta cũng không thể bỏ lỡ khi chúng ta làm bánh bao chỉ. Ông thấy Mặc bảo dù cái bánh của anh Huy không có được đẹp lắm nhưng mà cũng ra cái bánh. đặt cái dừa này bỏ lên trên này. Có cái có dừa, có cái không có dừa. Ai không có dừa thì ăn cái không có dừa. Ok, kính thưa quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ngon Như Mẹ Nấu trong gian bếp xinh xắn của Ngon Như Mẹ Nấu đài truyền hình tụi trẻ hải ngoại BQN TV 57.3, thì Minh Huy và Ái Nguyễn đã thực hiện xong một cái phần bánh bao chỉ để gửi đến quý vị, và đây cũng sẽ là một cái món tráng miệng hay là một món mà chúng ta ăn uống nước trà trong những ngày Tết khi mà khách cưới đến nhà, thì trước khi chúng ta dọn món chính thì đây cũng là một cái món khai vị mà tuyệt vời để chúng ta cùng ăn và cùng hàn huyên tâm sự những câu chuyện ngày Tết. Đến đây thì Minh Huy và Ái Nguyễn xin được chào tạm biệt. Kính thưa quý vị, là như tiêu chí của chương trình thì những món ăn đơn giản, dễ làm và dễ có thể mua các nguyên liệu ở khắp các chợ Việt Nam cũng như là chợ Mỹ. Và chúng tôi mong muốn ngon như mẹ nấu, đơn giản và dễ như. Ái làm. Xin chào tạm biệt quý vị. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người.